Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ bảy, ngày 4 tháng 5 có những nội dung đáng chú ý. Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên gặp mặt ban giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Ban tuyên giáo tỉnh ủy tọa đàm về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Những khoảng lặng nơi chiến trường Điện Biên Phủ. Hoàng Anh Tiến trở thành triệu phú nhờ trồng cây cảnh. Sáng nay, tại trung tâm hội nghị tỉnh trên đường Quảng Trường, thành phố Hưng Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân lần thứ nhất năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Tham dự hội nghị có 400 doanh nghiệp đại diện cho hơn 17.000 doanh nghiệp trong tỉnh. Đây là các doanh nghiệp tiêu biểu về sản xuất kinh doanh có số nộp ngân sách lớn. Hội nghị là dịp để tri ân những nỗ lực cố gắng lớn của cộng đồng doanh nghiệp trong năm 2023 và giải quyết tháo gỡ kịp thời những khó khăn chính đáng của doanh nghiệp đang gặp phải. Qua những hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp này thì doanh nghiệp có những cái khó khăn vướng mắc cũng được chia sẻ và tham gia góp ý với tỉnh, và tỉnh cũng đã tìm những cùng với sở các cái sở ban ngành cùng doanh nghiệp tháo gỡ. Tỉnh Hưng Yên các lãnh đạo rất là quan tâm các doanh nghiệp và có một năm đâu đó có ba bốn buổi chia sẻ với các doanh nghiệp như thế này để tháo gỡ khó khăn. Những hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp là rất là có ý nghĩa với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, vì cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được nói lên những cái khó khăn vướng mắc. Sau khi nghe lãnh đạo các địa phương trả lời giải đáp 4 câu hỏi doanh nghiệp đưa ra tại hội nghị về 3 lĩnh vực, đó là khó khăn khi xây dựng trạm phát sóng viễn thông, tiếp cận đất đai và xe quá tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn giải đáp làm rõ thêm. Hiện nay là chưa có quy định nào là cái đó là phát sóng là ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Thế cả tất cả là tuyên truyền đó là không chính xác, lệch lạc với đường lối. Vậy là thôi, người dân phải đồng thuận. Bởi vì doanh nghiệp ta làm hoàn toàn hợp pháp cơ mà, được có quyền thuê cơ mà, đúng không? Thì mà hai là không cắm ở đấy thì làm sao có cột mà người dân được hưởng các quyền lợi khác, ví dụ như là được truyền thông, được sử dụng điện thoại 3G, đúng không? Được dùng internet, trên tất cả cái đấy thì người dân được hưởng lợi cho hưởng lợi. Nhưng cơ bản nhất là cái đó ảnh hưởng hay không thì chưa có tài liệu nào nói rằng ảnh hưởng. Liên quan đến việc đất đai, tức là cấp sổ đỏ, rồi các doanh nghiệp mà đầu cơ để mua đất của dân để chờ cơ hội khi mà các doanh nghiệp vào thì trục lợi, nâng giá để đòi đền bù cao hơn, thì cái đó thì trước đây tôi nói hôm nay là anh ở tỉnh cũng đã có chủ trương chỉ đạo lực lượng chức năng rồi đấy, là các doanh nghiệp đấy cần phải xử lý, vì trục lợi đấy là trục lợi trái phép mà bất hợp pháp. Nếu là đường tỉnh thì không thể cấm được ô tô, chứ nói là cấm không vào 380, cấm không vào 85, cái đấy là trái pháp luật, phải theo quy định là trọng tải. Trọng tải như thế thì tôi đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra thường xuyên liên tục ở tuyến đường này. Nếu anh quá tải thì phạt theo quy định, từ tốt thì thể hiện nó là chính. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, với phương châm doanh nghiệp cùng tỉnh đều nỗ lực không ngừng, Hưng Yên đã thu được nhiều trái ngọt. Điều này được thể hiện qua các chỉ số về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp chỉ trong ngày, số doanh nghiệp thành lập mới, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng giao thông. Đồng chí yêu cầu các sở ngành địa phương trong tỉnh, cái gì đã làm tốt rồi phải làm tốt hơn nữa, cái gì chưa tốt phải khắc phục để tốt lên. Chính quyền tỉnh Hưng Yên cam kết sẽ luôn đồng hành, song hành cùng doanh nghiệp để mỗi doanh nghiệp thấy yên tâm, yên bình khi về Hưng Yên đầu tư. Đây là cái nội dung tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp khi về tỉnh Hưng Yên thì có một môi trường đầu tư thuận lợi nhất để tiếp tục phát triển trong sự nghiệp phát triển của mình và đóng góp cho tỉnh, để cùng đồng hành với tỉnh và tỉnh cũng cùng phát triển và song hành cùng với lại các doanh nghiệp. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khái quát những nét chính về thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội. Hưng Yên là tỉnh trong top 10 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách mấy năm vừa qua, cũng như hỗ trợ của tỉnh cho hoạt động của doanh nghiệp. Chia sẻ với những khó khăn thuộc về cơ chế chính sách mà không ít doanh nghiệp đang gặp phải,
tỉnh sẽ kiến nghị các cơ quan trung ương liên quan, bí thư tỉnh ủy mong mỗi doanh nhân, doanh nghiệp vượt qua chính mình, nâng cao năng lực quản trị, nguồn lực tài chính, công nghệ sản xuất để lớn mạnh hơn, đồng thời luôn soi dọi, tự hoàn thiện lại mình, có khát vọng vươn lên mạnh mẽ, đẩy mạnh xây dựng văn hóa kinh doanh, đạo đức doanh nghiệp. Tôi đề nghị, một là đối với các cấp ủy, chính quyền của tỉnh, quán triệt thực hiện nghiêm túc nghị quyết số 41 ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, đặc biệt là nhất quán quan điểm doanh nghiệp doanh nhân có vị trí vai trò quan trọng là một trong những lực lượng nòng cốt để góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ và đảm quốc phòng an ninh. Hai là quan tâm xây dựng, tôn vinh, cổ vũ động viên kịp thời những doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân lớn mạnh có tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, thượng tôn pháp luật, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Ba là chính quyền các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường ngày càng thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động an toàn, cạnh tranh bình đẳng để doanh nghiệp phát triển bền vững, tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế chính sách và cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đổi mới phong cách lề lối phục vụ, thực sự lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là mục tiêu, là đối tượng phục vụ, không ngừng nâng cao cải thiện chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, thường xuyên tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại, lắng nghe các phản ánh, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh với tinh thần xây dựng, trách nhiệm và đồng hành, cầu thị cao nhất trong xây dựng cơ chế chính sách. Tôi đề nghị các cơ quan quản lý của tỉnh, chúng ta hãy đặt mình vào vị trí của doanh nghiệp với góc độ làm đối tượng điều chỉnh của các quy định, các chính sách của tỉnh và mở rộng các cơ chế về tham vấn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia ý kiến trong xây dựng các cơ chế chính sách, các quy định của tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, kết nối cung cầu trong và ngoài nước để mở rộng cơ hội, không gian phát triển cũng như là dư địa của thị trường cho các doanh nghiệp của tỉnh. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quốc bằng khen kỷ niệm trương cho các doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh, nộp ngân sách nhà nước. Sáng nay, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, nghiệp vụ tại trung tâm chính trị cấp huyện. Tới dự có đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đại biểu đã trao đổi làm rõ những kết quả thuận lợi cũng như khó khăn bất cập trong hoạt động đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, chia sẻ kinh nghiệm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm chính trị. Đồng chí Đào Hồng Vận yêu cầu thời gian tới, các trung tâm chính trị phối hợp với Ban Tuyên giáo cấp ủy cùng cấp và các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ đảng viên về tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác học tập nghiên cứu vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chủ động bổ sung cập nhật kiến thức theo quan điểm nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và các nội dung hội nghị Trung ương, các tác phẩm, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuyên truyền bồi dưỡng giáo dục lịch sử Đảng, đối ngoại và hội nhập quốc tế, chuyên đề kinh tế xã hội của địa phương, qua đó khơi gợi niềm tự hào và ý chí khát vọng vươn lên của cán bộ đảng viên trong xây dựng phát triển quê hương giàu mạnh. Chú trọng đổi mới nội dung phương thức giảng dạy theo phương châm dạy một cách thiết thực, lý luận gắn chặt với thực hành. Sáng nay tại trường Đại học Phoenicia Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, tập đoàn Phoenicia cùng các tổ chức uy tín quốc tế tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề nguồn nhân lực bán dẫn Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Hội thảo tập trung trao đổi về thị trường, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn của các công ty và trường đại học kinh nghiệm hàng đầu thế giới. Việc chia sẻ các phương tiện và phòng lab dùng chung cho đào tạo và thiết kế chip bán dẫn, nhu cầu thực tế tại Việt Nam cần khoảng 50.000 kỹ sư đến năm 2030.
Các diễn giả chia sẻ thông tin kinh nghiệm và giải đáp những thắc mắc hướng đến sự phát triển nguồn nhân lực bền vững của ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam và thế giới. Sự kiện còn đánh dấu sự hợp tác giữa Trung tâm Fendica đào tạo thiết kế vi mạch bán dẫn và các doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu, qua đó phát huy tiềm năng thế mạnh, thống nhất kế hoạch hành động, đầu tư với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ nhu cầu phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Hiện nay thì với cả cái chính sách của chính phủ Việt Nam ấy, là chúng ta đang cần khoảng đào tạo khoảng 50.000 kỹ sư từ bây giờ cho năm 2030. Thì để đón đầu xu hướng đó thì Fendica khi chúng tôi mở cái trung tâm đào tạo về vi mạch ở chất đoạn dẫn, khi mở trung tâm đào tạo về công nghiệp bán dẫn, khi hợp tác với cả các đối tác quốc tế về trường học doanh nghiệp về công nghiệp bán dẫn ấy, thì chúng tôi cũng đã mong muốn là thì chúng ta có tiếp cận được những công nghệ lớn nhất, những cái chương trình học tiên tiến nhất trong việc áp dụng cho cái việc đào tạo ngắn hạn cũng như đào tạo dạng chính quy để có thể đón đầu được và xu hướng này. Và chúng tôi đang dự kiến là trong đến năm 2030 thì chúng tôi sẽ đào tạo được khoảng 8.000 kỹ sư thiết kế vi mạch để đáp ứng được cái nhu cầu thực sự của Việt Nam hiện nay. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào đến thăm tặng quà các chiến sĩ và thân nhân chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Các đồng chí lãnh đạo thị xã trao quà của tỉnh và thị xã đến thăm các chiến sĩ dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Lãnh đạo thị xã chúc sức khỏe các chiến sĩ và gia đình thân nhân liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh. Yêu cầu các ngành đoàn thể địa phương luôn quan tâm, kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của các gia đình chính sách nói chung. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, nghĩa tình và trách nhiệm. Lãnh đạo huyện Ân Thi cảm ơn trước những cống hiến hy sinh của các gia đình cùng các chiến sĩ Điện Biên Thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến. Đồng thời, chúc các chiến sĩ Điện Biên Thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và gia đình mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình quê hương, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Thưa quý vị và các bạn, những hào hùng và cả những gian khổ, mất mát, hy sinh để càng thấy ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ quý giá biết nhường nào. Những chiến sĩ Điện Biên Phủ ngày đó mới 19-20 tuổi đã cùng cả dân tộc làm nên chiến thắng thần thánh, nhưng cũng rất đỗi gần gũi, thân thương, giản dị. Ở họ, bên cạnh ý chí chiến đấu ngoan cường thì cũng có những phút giây rất đời, rất gần gũi. Đây là những dòng ghi chú của cụ Kiều Văn Kiến khi đã ngoài 90 tuổi. Cả một đời lính, cụ Kiến tổng kết lại ngắn gọn trong một trang giấy. Chỉ mong con cháu khắc ghi trên bia đá để làm kỷ niệm. Tuổi đã cao, nhưng khí thế của anh bộ đội đã tham gia đánh ba thằng giặc Pháp, Mỹ và Pol Pot, như lời của cụ vẫn vẹn nguyên trong lời kể. Ở đó còn có cả những khoảng lặng không bao giờ quên. Tôi nhớ nhất là cái đoạn là đánh nhau thì phải đào nhau tham vào nhiều lần. Từ chỗ ngủ đến chỗ đánh nhau là không được đi một chân bán đất. Thì đi dưới hầm này. Thì đi dưới hầm. Thế trên bảo dừng chỗ nào là dừng. Thì tối thì là anh nuôi Lâm Phương rồi, Lâm Phương để dành cái lúc đào ra trong ngào xong thì mới ăn. Thế nhưng mà đi ra trong ngào nó ngập, nó lắm cơm, nó tụt ra lúc nào không biết. Cái lúc đào xong thì sờ thì không thấy. Quá thấy vui. Những ngày tháng khoét núi ngủ hầm với bao gian khổ cũng là ký ức không bao giờ quên đối với cụ Nguyễn Văn Hùng. Giao thông hào đó, thì là lúc bây giờ nó đang chết mùa mưa, mưa ngập trên mắt cá chân này, nó móm. Thì trong đây nhìn ra trước mặt này đây, thì đằng sau này có cái hầm ấy. Nếu mà nó bắn thì mình tụt xuống, nếu mà bắn theo cái kiểu dốc két đại bác ấy thì chui vào cái hầm ấy để tránh. Thì ăn thì toàn là cái cá khô với cơm nắm mang ra đây. Không chỉ có một Điện Biên hào hùng, câu chuyện về cái ăn cái mặc của các chiến sĩ Điện Biên lại càng nhắc chúng ta về những gian khó của chiến trường, để thấy sức mạnh phi thường của cả đội quân ngày ấy và nhắc thế hệ hôm nay
hiểu cái giá phải trả cho chiến thắng không hề nhỏ để ta trân quý hơn những ngày bình yên hôm nay. Để bảo vệ ao hồ của địa phương, những năm qua, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ đã vận động nhân dân trả lại mặt bằng, đầu tư kinh phí kè đá, tạo cảnh quan, phục vụ nhu cầu giải trí của nhân dân. Lo lắng trước thực trạng lấn chiếm, san lấp ao hồ gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước và cảnh quan môi trường ở địa phương, những năm qua, xã Nghĩa Hiệp đã vận động được gần 20 hộ lấn chiếm, trả lại mặt bằng và trích kinh phí gần chục tỷ đồng từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất để cải tạo 4 ao hồ của địa phương, tập trung ở thôn Thanh Xá và thôn Yên Thổ. Mỗi ao có chiều rộng từ 60 đến 100 mét, chiều dài từ 150 đến 200 mét. Các ao hồ sau khi được giải phóng mặt bằng đều được kè đá, lát vỉa hè cải tạo, nâng cấp đường xung quanh và trồng cây xanh, lắp đèn chiếu sáng, ghế đá. Lãnh đạo thôn mới tổ chức là đi vận động bà con vào từng nhà một. Mấy lượt đấy, làm xong cái ao mấy cái đường này thì nói chung là dân tình thì nói chung là thoải mái mà khấn khởi. Bây giờ chiều đến này, tối đến đi tập thể dục là đông, nói là từ già đến trẻ và trẻ con tối đến tập xong rồi nghỉ ngơi ngồi những cái chỗ bờ ao này chuyện trò vui lắm. Việc cải tạo ao hồ kể trên không những tạo cảnh quan khuôn viên rộng đẹp, không khí trong lành mà còn là địa điểm lý tưởng để nhân dân tập luyện thể dục thể thao thư giãn và dạy bơi cho các em học sinh mỗi dịp hè đến. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất trồng hoa cây cảnh Phụng Công, huyện Văn Giang, anh Hoàng Anh Tiến ngay từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu đặc biệt với công việc trồng, chăm sóc, cắt tỉa tạo dáng cây cảnh. Bằng đôi bàn tay khéo léo, tư duy sáng tạo, nhạy bén, anh Tiến không những gây dựng cơ nghiệp cho bản thân mà còn góp phần nâng tầm và quảng bá thương hiệu làng nghề trồng hoa cây cảnh Phụng Công vươn xa. Mặc dù mới 13-14 tuổi nhưng anh Tiến đã trồng và một mình chở cây hoa cây cảnh đi hầu khắp các đường phố Hà Nội để bán. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh Tiến tiếp tục gắn bó với công việc này. Từ năm 2018 đến nay, anh Tiến nhập khẩu thêm các loại cây cảnh nghệ thuật từ Nhật Bản để cung cấp cho khách hàng. Bình quân mỗi năm, nhà vườn nhập khẩu từ 30 đến 50 cây cảnh từ Nhật Bản. Cây thấp nhất cũng có giá vài chục triệu đồng như trà Nhật, đỗ quyên Nhật. Cây có giá trị cao như tùng La Hán hoặc thông đen có giá lên tới hàng chục tỷ đồng. Thời kỳ đỉnh cao nhất là tôi cũng kết nối mang từ bên Nhật về là bán được một cây là trị giá khoảng 1 triệu đô, tương đương lúc đó nó khoảng rơi vào hơn 20 tỷ của Việt Nam. Nếu nói đến cây đấy thì không những mà ở Nhật Bản, một số những cái đất nước như là Trung Quốc, kể cả Đài Loan thì ai cũng muốn sở hữu được tác phẩm đó. Thì tác phẩm đó là một cây tùng nó trị giá khoảng hơn 300 năm tuổi. Cây đấy được chủ nhân đặt tên Hoàng Thái Hậu, là hội trưởng hội sinh vật cảnh của xã. Ông Tiến vừa tiên phong trong lĩnh vực là đồng hành với công giáo hội và cũng đồng thời cũng tiên phong trong cái lĩnh vực là phát triển kinh tế, định hướng cụ thể cho bà con. Định hướng đây là nó liên quan đến là cái tư duy phát triển, cái đưa các cái giống cây, cái công nghệ mới và định hướng cả cái lĩnh vực thị trường, cái thông tin thị trường và cái tiêu thụ sản phẩm. Ngoài diện tích khoảng 3.000 m2 đất trồng cây cảnh ở xã Phụng Công, những năm gần đây, diện tích sản xuất nông nghiệp ở xã Phụng Công thu hẹp. Anh Tiến đầu tư và thuê hơn 3 hectare ở xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để trồng cây cảnh. Sau một thời gian thì triển khai dự án, thì mô hình trồng cây cảnh của anh Tiến tại thôn T80 của xã Ngọc Thanh thì đã mang lại cái giá trị kinh tế và có đóng góp rất lớn cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cũng có thể nói là cái mô hình này là mô hình mà đầu tiên về cây cảnh tại xã và hy vọng rằng là trong thời gian tới thì cái mô hình này sẽ được nhân rộng, đem lại cái giá trị kinh tế cho người dân. Không chỉ nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình, mô hình phát triển kinh tế của anh Tiến còn tạo việc làm cho 10 lao động với mức thu nhập từ 7 triệu đến 15 triệu đồng một người trên tháng. Năm 2019, anh Hoàng Anh Tiến đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2023, anh Hoàng Anh Tiến vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là một trong số 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.